Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món cá Sapa kho kim chi. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là cá Sapa này các bạn. Đây là cá biển nha. Cái này thì mình dùng 350g. Và đây là kim chi. Này, kim chi ở nhà mình làm á các bạn. Kim chi thì mình dùng 150g. Đây, cải và nước luôn nha các bạn. Có nước luôn đó nha. Và đây là củ cải trắng. Củ cải trắng thì mình sẽ dùng một củ. Và vài cọng hành lá, ba trái ớt và nửa củ hành tây. Và đây là xì dầu. Xì dầu thì mình sẽ dùng 3 muỗng. Và dầu mè mình dùng 2 muỗng cà phê. Còn đây là một muỗng hạt nêm, một muỗng đường và một ít muối. Nước mắm thì mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Rồi đầu tiên là mình sẽ ướp cá. Để ướp cá thì mình sẽ băm một ít gốc hành lá các bạn. Phần gốc này mình đập hơi dập cho nó mình sắc nhuyễn nha. Mình ướp cái phần gốc hành lá này vô cho cái món cá kho của mình nó thơm hơn. Rồi, cái phần hành lá còn lại này thì mình sẽ sắc khúc nha. Thì khi mà mình kho cá xong rồi mình sẽ bỏ vô. Thì mình sẽ sắc củ cải trắng. Mình sẽ cắt ra làm tư. Ớt này các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ sắc củ hành tây. Mình sắc hai trái ớt nha các bạn. Vừa là một trái này hơi mình trang trí lên nhìn cho nó đẹp á. Chứ bỏ vô nhiều cay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ sắc kim chi luôn. Mình dắt nước xuống nha các bạn. Chi này thì mình sẽ sắc khúc. Để như vậy nè các bạn, mình cắt cho nó bằng nhau á. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp cá. Mình sẽ cho gốc hành lá băm nhuyễn nè. Vài lát ớt nữa. Và một ít hạt nêm. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ ướp khoảng 10 phút. Sau khi mà mình ướp xong á thì mình sẽ đem cá đi chiên. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Tiếp theo là mình sẽ đổ dầu ăn vô. Dầu đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cá vô chiên. Mình sẽ chiên cho cá vàng lên. Cá mình chiên vàng như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ gắp ra. Cắt ra ngoài cái tô. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cá vô cái nồi để mình kho đó các bạn. Rồi mình bỏ củ cải trắng vô. Sau đó mình sẽ cho hạt nêm, muối và đường vô. Rồi mình cho 2 muỗng nước mắm vô. Mình cho vô 1 muỗng hành lá. Hành lá mình sắc khúc á. Rồi tiếp theo là cái phần xì dầu này mình đổ vô 3 muỗng cà phê. Mình sẽ ướp vô 2 muỗng nước kim chi. Mình sẽ bắt cái nồi cá lên bếp để mình kho. Rồi mình đã bắt cái nồi lên bếp. Mình trộn trộn lên cho đều nha các bạn. Sẽ đổ vô nửa chén nước. Đậy nắp lại. Mình sẽ nấu khoảng 5 phút. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Wow, thơm quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho kim chi và cái phần nước vô hết luôn. Và mình sẽ đậy nắp lại và kho thêm 5 phút nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại tùy theo khẩu vị ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hành tây vô. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vô.
Như vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho dầu mè vô. Mình sẽ cho vô 2 muỗng cà phê. Mình cho dầu mè vô để cho cái món cá kho của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Như vậy là mình đã nấu xong cái món cá sapa kho kim chi rồi đó các bạn. Đây mình múc ra cái nồi đất nè. Mình sẽ ăn với lại dưa leo nè. Đây là cơm nè các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Rồi trước khi ăn thì mình sẽ thử một miếng nước nha. Cái nước rất là vừa ăn luôn các bạn. Có vị hơi cay cay. À, bây giờ mình ăn thử cái củ cải trắng ha. Củ cải trắng thì mềm. Cái nước kho các bạn nó thấm vô trong củ cải á, ăn rất là ngon. Không có mặn lắm nha các bạn, rất là vừa ăn. Bây giờ trưa rồi mình ăn cơm thôi. Ăn thử miếng kim chi nha. Kim chi rất là giòn, có vị cay cay. Bây giờ tới ăn cá thôi. Đây, nguyên một khứa luôn nè. Này các bạn nhìn cái miếng cá nè. Cá rất là thơm. Cá này béo lắm các bạn. Mình gấp một miếng dưa leo chấm vô cái nước nè. Các bạn có thể chấm dưa leo hoặc là rau sống cũng rất là ngon. Mình ăn món kho mà mình phải chấm dưa leo và rau sống. Đây, các bạn thấy cái sớ thịt của cá nè. Cá này vừa béo vừa ngon. Cái vị cũng rất là vừa ăn. Lâu lâu mình ăn cá biển các bạn, mình có thể ngừa được cái bệnh bú cổ á. Người mà ít ăn cá biển thì sẽ dễ bị bú cổ lắm á. Mình trang trí thêm vài trái ớt nè, nhìn cho cái món ăn của mình nó có màu sắc á. Mình sẽ ăn hành tây với lại kim chi. Bữa trưa của mình chỉ như vậy thôi nha các bạn, rất là đơn giản. Chỉ món kho với lại dưa leo chấm thôi. Và các bạn ơi, video làm món cá sapa kho kim chi của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Các bạn hãy thử làm cái món cá sapa kho kim chi này đi, ăn rất là ngon đó. Mình kho để mình ăn cơm. Và các bạn có yêu thích cái món cá sapa kho kim chi của mình đó, thì hãy cho mình một like cũng như là chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món thịt kho trứng cút. Ổi và ớt mình đều băm nhuyễn ra hết. Rồi mình lột xong rồi mình bỏ vào cái chén này các bạn. Rồi cái trái dừa này mình cũng chặt cái mặt đó rồi. Đây có mình có cái lỗ đây mình đổ nước ra. Lâu lâu mình dở nắp ra để mình trở thịt. Để cho thịt chín đều. Rồi mình đậy nắp lại khoảng 10 phút nữa là được rồi nha các bạn. Rồi các bạn nhớ là để lửa nhỏ nha. Vậy là món thịt kho trứng cút của mình đã xong rồi đó các bạn. Đây mình ăn với lại dưa cải nè các bạn. Thấy thịt kho trứng cút với lại dưa cải này nhớ Tết quá các bạn ơi. Ăn thịt kho trứng cút nhiều phải có dưa cải ăn mới ngon. Mình kho thịt ở nhà các bạn. Mình kho cái cục thịt nhỏ như vậy nè. Có nhiều bạn thích ăn trứng cút hơi cứng, có nhiều bạn thích ăn trứng mềm mềm như vậy nè. Rau sống hoặc là dưa leo mình chấm vô ăn cũng rất là ngon đó.